Thưa quý vị, đường 5 là tên mà người dân đặt cho đoạn quốc lộ 5 đoạn từ Quán Toan đi vào trong nội thành thành phố Hải Phòng. Vào thời điểm gần đây, đoạn đường này có nhiều lồi lõm, thường xuyên ngập nước và có thể ùn tắc hàng giờ mỗi ngày kể từ khi được cắt ra khỏi quốc lộ 5A mới về cho thành phố Hải Phòng quản lý. Tình trạng xuống cấp nghiêm trọng trong một tuyến quốc lộ lớn vốn là cửa ngõ vào thành phố cảng Hải Phòng giờ được cho là xấu xí hơn cả đường làng. Đường 5 cũ hay còn có tên gọi là đường Hùng Vương. Giữa trưa nắng, vậy mà nhiều đoạn vẫn ngập như sông. Những ổ gà, những giống trâu dưới làn nước càng thêm phần nguy hiểm mỗi khi người và phương tiện chẳng may đi vào. Là đi nhiều lúc khó khăn, bên kia cũng có một cái lỗ, nhiều người hai bên ô tô đi là tránh nhau, nửa nước nửa lỗ là ngã liên tục. Đâu là xe máy nhiều lúc người quăng ra lộn mấy vòng, bên kia tuần qua lộn mấy vòng. Tôi đi đường gặp rất nhiều sự cố, ví dụ như là những cái đường xuống cấp như này mà mình mà đi không cẩn thận là có xe ô tô đi ngang qua, mình không tránh được là khi va phải ổ gà kia là dễ gây tai nạn nếu mình không để ý. Cả tuyến đường dài 6,6 km thì có đến 4,5 km chiếm 2/3 chiều dài toàn tuyến đã bị hỏng hóc cần được sửa chữa. Trong đó có nhiều đoạn cần phải được đại tu. Tệ hại nhất là tình trạng ngập nước nơi đây. Chỉ cần một cơn mưa là đường ngập thành sông. Nước dành lên hôi thối khiến người dân sống quanh khu vực này vô cùng khổ sở. Nó làm tắc hết, nó nôi cống lên, nó làm tắc quay là mất một cống nước chảy sang rồi thì là quay không chọc, không ăn thua gì nữa. Nên là nước bành lên, mỗi lần mưa là bành lên, cống nước thải chảy ra, quay là không thoát được nữa. Thì đâm ra nước nó dồn, bị 2 tháng nay là quay là nó bị tắc, nên là nó vỡ hết đường. Theo Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng, sau 15 năm sử dụng, hệ thống thoát nước toàn tuyến đã kém. Cộng với việc nhà dân thi công khiến nhiều ống cống bị sập, điều này khiến nước không thể thoát mỗi khi có mưa. Không chỉ thế, do đường năm cũ chạy đường song song với quốc lộ năm mới, nên một lượng lớn phương tiện vẫn chọn tuyến đường này để lưu thông nhằm tránh ùn tắc và quá tải xảy ra trên quốc lộ năm mới. Thêm vào đó, đây lại là tuyến đường huyết mạch giúp nối các cảng khu vực Tây Bắc, thành phố, bao gồm cảng Vật Cách, cảng Sở Dầu và cảng khu công nghiệp quận Hồng Bàng với quốc lộ năm mới. Do đó, lượng phương tiện lớn qua đây mỗi ngày rất lớn và ngày một nhiều. Những năm gần đây, do cái mật độ phương tiện giao thông gia tăng, đồng thời đặc biệt là cái tải trọng xe tăng rất là cao, vì vậy mà đồng thời cái hạ tầng kỹ thuật cũng bị xuống cấp. Sở Thông tải cũng đề xuất với thành phố là bố trí kinh phí bảo dưỡng thường xuyên, hầu như năm nào cũng bố trí kinh phí bảo dưỡng thường xuyên, và cũng có đề xuất làm nâng cấp cải tạo tuyến đường này. Tuy nhiên thì với kinh phí hiện nay còn hạn chế, vì vậy mà chúng tôi cũng duy trì cái đảm bảo giao thông là chủ yếu. Dẫu biết đường hỏng mất an toàn, song vì thiếu kinh phí đầu tư nên hàng năm Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng mới chỉ dừng lại ở việc bảo dưỡng thường xuyên. Theo đơn vị này, do tuyến đường hoạt động đã được 15 năm, đã đến lúc cần phải có một dự án lớn đại tu toàn bộ tuyến đường sớm. Vì nếu để hỏng đến nền đường thì chi phí sửa chữa sẽ càng tốn kém hơn nhiều lần.